những loài ký sinh trùng thích làm tổ và ăn não con người. Những ký sinh trùng này vô cùng lợi hại khi có thể làm tổ trên não và khiến người bệnh tử vong. Cận cảnh 4 loài ký sinh trùng thích làm tổ và ăn não con người. Chúng ta biết rằng ký sinh trùng là loài sinh vật siêu nhỏ, thường sống ký sinh ở trên cơ thể vật chủ nhằm hút chất dinh dưỡng hay máu vật chủ để sống. Có những ký sinh trùng cư trú trên tứ chi, ruột, mắt ta, nhưng không ít loài thích làm tổ trong não người. Đó là loài ký sinh trùng nào và chúng nguy hiểm ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có được đáp án. Sáng dây Spirometra, năm 2012, người đàn ông Anh đã được bác sĩ chẩn đoán là mang trong mình một cá thể sáng dây Spirometra ở trong não. Trước đó vào năm 2008, người đàn ông này đã đến viện khám do bị đau đầu, co giật, trí nhớ kém và thay đổi về khứu giác. Tuy nhiên, bác sĩ không xác định rõ nguyên nhân của bệnh. 4 năm sau đó, bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy giữa các mô não là một sinh vật dài tới 10cm. Ký sinh trùng này được tìm thấy thông qua bức ảnh chụp cộng hưởng MRI. Vì chưa có thuốc đặc trị hiệu quả, các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật để loại bỏ sinh vật này. Theo các chuyên gia, loài sáng này khá hiếm, vòng đời và đặc điểm sinh học của nó vẫn chưa được biết đến nhiều. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng nó có thể lây nhiễm thông qua việc ăn các loài động vật giáp xác nhỏ hay thịt của các loài bò sát và lưỡng cư sống. Dàn trưởng thành của sáng dây Spirometra chỉ xuất hiện trong ruột non của mèo và chó và chúng được thải ra ngoài và tồn tại trong phân, sống trong các nguồn nước. Ấu trùng có thể ở lại trong các cơ thể động vật giáp xác nhỏ hoặc ếch và rắn. Ở giai đoạn này, chúng xâm nhập vào cơ thể người qua đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc trực tiếp với các động vật nhiễm sáng. Ấu trùng tạo thành nang bên trong của não và các bộ phận khác, kéo theo hậu quả là gây tổn thương mô, mù mắt, liệt và thậm chí là tử vong. Sáng dây được chia ra làm rất nhiều chi và chủng loại khác nhau, trong đó có 3 loại có khả năng xâm hại não của bạn. Loài sáng dây lợn được cho là kẻ thù lớn nhất của bộ não. Có tên khoa học là Tenia solium. Sáng dây lợn có thể tiếp cận với cơ thể người theo hai con đường: ăn thịt lợn nấu chưa chín, từ đó gây căn bệnh sáng dây trong ruột, hoặc tiếp xúc trực tiếp với phân của cá thể lợn bị nhiễm bệnh. Theo con đường thứ hai, loài sáng này sẽ đi vào cơ thể người dưới dạng ấu trùng và có thể đi theo đường máu lên tới hệ thần kinh và não, sau đó đóng căn cứ ở đây. Chúng có thể gây bệnh động kinh cùng với các rối loạn thần kinh nguy hiểm khác. Sáng dây lợn là loài phổ biến ở khắp nước Mỹ, vùng châu Phi và châu Á. Chất lượng vệ sinh kém là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca nhiễm bệnh sáng dây lợn. Trùng amip ăn não, với tên khoa học là Nagreya fowleri, đây là một loại amip đơn bào sống tự do ngoài môi trường. Dù hiếm gặp, nhưng nó có thể gây ra nhiễm trùng và tàn phá não bộ của chúng ta khi lọt được vào cơ thể. Loại amip này thường được tìm thấy trong những vùng nước ngọt ấm áp, cũng như ở những vùng hồ, sông, suối nước nóng, cũng như trong đất. Nagreya fowleri thường đi vào trong cơ thể người thông qua đường mũi và di chuyển lên não. Triệu chứng của sự tấn công này là gây ra cho bệnh nhân những triệu chứng đau đầu, cứng cổ và ói mửa. Nặng hơn, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và tử vong sau khoảng 5 ngày. Quá trình nhiễm trùng thường xảy ra khi chúng ta bơi hay lặn ở các vùng nước ngọt ấm áp như hồ và sông. Tính từ năm 1962 thì chỉ có 2 trường hợp bệnh nhân sống sót sau khi bị nhiễm bệnh do loại trùng amip này gây ra. Toxoplasma gondii cephali. Toxoplasma gondii là loài động vật nguyên sinh thuộc chi Toxoplasma, thường được tìm thấy ký sinh trong cơ thể mèo. Chúng được coi là bậc thầy kiểm soát, do một loài chuột bị nhiễm trùng bởi Toxoplasma gondii, nó sẽ bị điều khiển từ dẫn xác đến làm mồi cho mèo. Và khi vào cơ thể con người, loài ký sinh trùng này cũng đã cố gắng thâu tóm bộ não của chúng ta. Trong khi có đến 60% tổng dân số nhiễm Toxoplasma gondii, thì chỉ có một số ít thực sự bị bệnh liên quan đến loài ký sinh trùng này. Các nghiên cứu đã chỉ ra, loài ký sinh trùng này có thể gây ảnh hưởng đến hành vi của con người và gây ra nhiều rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu, tâm thần phân liệt. Nam giới nhiễm bệnh có khả năng sở hữu IQ thấp, không thể tập trung lâu, họ cũng thường phá luật, dễ chấp nhận rủi ro, không thân thiện, nghi ngờ, ghen tị hay buồn rầu hơn. Trong khi đó, những người phụ nữ bị nhiễm bệnh thường hướng ngoại hơn, thân thiện và được coi là hấp dẫn hơn.